ngày nay vẫn còn đó một số camera không được thông minh cho lắm. Bởi vì sự thật là như vậy, chất lượng ảnh thì thấp, tầm nhìn thì giới hạn, tình trạng báo động giả thì xảy ra vô số. Và đó là lý do vì sao chúng ta có Ranger IQ, một camera an ninh thực sự thông minh. Tên tôi là Ranger IQ và tôi là người bảo vệ bạn 24/7. Tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ rời mắt để đảm bảo ngôi nhà của bạn luôn được an toàn. Với khả năng ghi hình ở độ phân giải cao, tôi có thể giám sát rõ ràng bất kể ngày và đêm. Tôi còn có thể xác định được con người, vật nuôi và côn trùng. Vì vậy, tôi sẽ không gửi bất kỳ một báo động giả nào. Tôi có thể nhận thấy sự nguy hiểm và nhanh chóng gửi thông báo để bạn biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi có thể đánh giá cửa được mở hay không nếu đó là một vị khách mà bạn không mong muốn. Đừng lo lắng, chỉ cần bạn biết rằng tôi có thể giao tiếp với các thiết bị thông minh trong ngôi nhà của bạn. Khả năng theo dõi thông minh cho phép tôi dõi theo các sự kiện và ghi hình mọi thứ. Tôi là Ranger IQ, người bảo vệ an toàn cho bạn và kết nối với ngôi nhà thông minh của bạn cùng khả năng AI, nhận diện khuôn mặt chính xác. I'm out. Enjoy Smart Life.